trao ngọn lửa truyền thống cho tân sinh viên khóa 2018. Tối 15 tháng 9, tại nhà thi đấu thể thao đa năng thuộc cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, tiến sĩ Lê Hữu Phước, phó hiệu trưởng nhà trường đã trao ngọn lửa truyền thống cho các tân sinh viên khóa 2018. Hai thủ khoa tuyển sinh năm 2018 theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện cho hơn 2.600 tân sinh viên tiếp nhận ngọn lửa truyền thống từ tiến sĩ Lê Hữu Phước. Đài lửa nhanh chóng được thắp sáng. Sau nghi thức này, như một lời hứa của tân sinh viên sẽ không ngừng rèn luyện để xứng đáng với những kỳ vọng của thầy cô và các anh chị sinh viên, cựu sinh viên. Nghi thức trao ngọn lửa truyền thống nằm trong ngày hội chào đón tân sinh viên năm 2018 do Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên trường tổ chức. Ngày hội diễn ra từ sáng ngày 15 tháng 9 và kết thúc bằng đêm hội văn nghệ chủ đề Phút Bay kết hợp trao học bổng. Trong đêm hội, nhằm giúp đỡ các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn hội trường đã thành lập quỹ học bổng đồng hành cùng tân sinh viên. Với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân, quỹ đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Dịp này, nhà trường cũng tuyên dương 8 sinh viên đạt danh hiệu gương sáng sinh viên nhân văn năm 2018. Ban tổ chức ngày hội đã trao giải cho 5 tiết mục xuất sắc ở liên hoan tiếng hát tân sinh viên diễn ra trước đó một tuần, tuyên dương 3 cụm hoạt động năng nổ trong các hoạt động của ngày hội. Chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ văn nghệ xung kích CKT, đội nhảy Big Boom, guitar nhân văn, đặc biệt là sự góp mặt của ca sĩ Thanh Duy.